À đúng rồi, ba cái cây nè. Đi bỏ mình nhầm. Rồi cái đồ này chắc về Việt Nam rồi. Ok, rồi mình cái này là thậm chí là đi nhà bên ngoại tìm luôn. Dạ, không có cửa. Rồi, để mình hơi. Cho hướng dẫn viên họ giới thiệu cho mình chút chút nha. Rồi, action. Annyeonghaseyo. Xin chào. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Đây là khu vực làng dân tộc được chính phủ cho phép giới thiệu du lịch. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh chị về đời sống ở đây. Khi mà đến đây thì ở đây có 3 thứ có và có 3 thứ không có. Mà có gió, có đá và có phụ nữ. Có 3 thứ không có là không ăn xin ăn mày, không ăn trộm ăn cắp và không cổng 1, 2, 3 là không ai ở nhà và không được vào. 2 là đi làm buổi tối quay lại. 1 là chỉ có trẻ em thôi, 1 tiếng sau quay lại. Còn cả 3 là có người ở nhà. Bây giờ xin mời vào, xin mời. Xin mời, xin mời. Còn đây là cái cối dùng để xay gạo và xay lúa mì. Ở trên. À, cái cối này được làm từ đá của núi lửa. Và toàn bộ nhà ở đây cũng đều được cất từ đá của núi lửa. Ở trên Seoul đó là người ta sẽ dùng con trâu hay là con bò để kéo cái này. Nhưng mà ở đảo Jeju tôi này có rất là nhiều con ngựa. Anh chị ta nhìn thấy con ngựa ở đây chưa? Rồi. Nó chỉ cao bằng chữ này thôi. Và ở đây thì có nhiều. Và ở đây thì có rất là nhiều con ngựa lùn là đặc sản của đảo Jeju Tô. Và người ta dùng cái con ngựa đó để kéo cái cối này. Nhưng mà do con ngựa nó rất là thấp cho nên làm việc rất là lười. Khi mà dùng một con là không có chịu làm việc đâu. Mà phải giống như người con trai. Con ngựa được đẹp chưa? Con ngựa cái đằng sau. Và đổi thế mùi của con ngựa cái thì chỉ còn I love you là người phải làm. Một con là không làm việc. Phải hai con mới làm việc. Và ở đây thì được bao bọc toàn bộ là biển nên đất rất là ẩm ướt và có rất là nhiều con rắn. Nhưng mà người dân ở trên đảo này người ta coi con rắn là một con vật thiêng. Khi con rắn mà bỏ qua là mọi nhà không đánh bắt mà đều có nuôi con heo. Khi con rắn mà bỏ qua là con heo nó sẽ bắt mấy con rắn để ăn. Bây giờ mình sẽ đi xem con heo. Con heo. Tất cả những nhà vệ sinh ở đây đều có cái gọi này. Nhà nào cũng có mà không có là không có được. Tại vì sao? Vì bạn trai mà đi vệ sinh là cần đến cái gọi này. Vì con heo ở đây nó bắt con rắn để ăn. Khi mà đi vệ sinh đó, ngồi xuống, bạn trai bỏ cái con ra. Bạn trai tà lăng tà lăng. Cái con heo này nó tưởng là con rắn. Trên đường đi tham quan thì anh chị có nhìn thấy rất nhiều hình tượng này đúng không ạ? Cái ông này có tên là Halabang. Đây là ông tổ của đảo Jeju To và là cái người mà đặt chân đến đây đóng tiếp và là người sáng lập lên đảo Jeju này. Nên ở đây tất cả mọi nhà và mọi nơi đều có để cái hình tượng ông Halabang này. Và người ta quan niệm một điều khi mà đến đây ai
ai mà ước sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt thì sờ vào bụng, ước sinh con trai thì sờ vào mũi, ước sinh con gái thì sờ vào tai, và ai mà ước con cái của mình học hành thông minh thì sờ vào đâu, bây giờ ai thì sờ vào đâu thì sờ vào đâu. Con cháu, con này, sức khỏe, con cháu không làm. Hãy giật chân thầm anh nhé. 1, 2, 3. Có thấy rung không? Có. Thêm một lần nữa. 1, 2, 3. Rất là rung. Anh chị đi tham quan từ ngoài cổng vào đến đây. Toàn bộ cái nòng đất ở dưới này đều bị rỗng hết cả. Và đá ở đây cũng đều bị rỗng. Vì do cái nham thạch của núi lửa đó, nó làm cho nòng đất này bị rỗng. Mặc dù ở đây mưa rất là nhiều ngày, nhưng mà ở trên mặt đất thì không hề có nước. Vì do cái lòng đất bị rỗng nên nước đều được ngấm hết xuống dưới cái lòng đất này. Và ở đây thì được bao bọc toàn bộ là biển và không có nước ngọt để sử dụng, cho nên phải dùng cái này để hứng nước. Và sẽ lấy nước từ ở trên cái cây này xuống. Bụi bẩn thì sẽ được bám vào đây, còn toàn nước này thì rơi vào trong này. Và cái nước này là sạch sẽ, là giữ quần áo và lau dọn nhà cửa. Còn sẽ lại đằng kia để xem đồ lấy nước về ăn uống hàng ngày. Giữa thì được, nhà máy này. Còn đây là cái dùng để lấy nước về ăn uống hàng ngày. Khi mà cái kia là dùng để giặt giũ quần áo và lau dọn nhà cửa. Còn đây là dụng cụ để lấy nước về ăn uống hàng ngày. Khi mà đi ở trên sông đó mà sẽ thấy có người con gái đội nước ở trên tàu. Nhưng ở đây có ba thứ có là rất là nhiều gió, cho nên là không đội được và phải đeo như thế này. Và đặc biệt là công việc này thì chỉ có người con gái mới làm thôi. Cho nên còn ở đây thì bạn trai nào vua không làm bất kỳ một công việc gì hết cả. Ba có để ở đi. Ba ở lại đi. Bây giờ còn được vậy. Có làm một việc cho một chút sẽ nói ạ. Khi còn nhỏ đó là đã phải theo mẹ đi lên trên núi lấy nước rồi. Ngày nào cũng đeo cái này và lấy nước đổ vào trong chum như thế này. Cho nên là chiều cao của người phụ nữ ở đây rất là thấp. Vì cái này nặng cho nên không có cao được. Còn ở trên đất liền thì rất là cao. Nhưng mà người phụ nữ ở đảo Jeju Tô này mông rất là to. Khi nào mà lập gia đình mà có em bé đó chỉ cần bám vào chồng của mình và đến 1 2 3 1 2 3 là pung em bé chui ra khỏi cần đi bệnh viện. Con gái là bé con của em bé. Tất cả các công việc thì đều do người con gái làm, cho nên là sẽ dùng chân để đu nôi cho con, còn tay thì sẽ làm việc, còn người chồng thì lúc nào cũng chỉ có ngủ thôi. Ở đây một người con trai có thể lấy 1 2 3 4 người vợ, cho nên là họ sẽ làm việc vào ban đêm, còn ban ngày thì nghe xong là có xung phong không? Với lại điều kiện cuộc sống của mình, mặc dù tất cả các công việc thì đều phải làm cả, nên là mặc ở đây thời tiết rất là lạnh, cho nên người ta đan mấy cái lưới này. Khi em bé mà đi tiểu là nước tiểu sẽ chảy xuống, còn khi nào mà ị đốc là sẽ thục thục như thế này là rơi ra. Anh chị đi tham quan từ ngoài cổng vào đến đây, tất cả những gì mình đang được nghe và giới thiệu thì đều là cuộc sống của 300 năm về trước, chứ không có phải là của bây giờ. Bây giờ thì không có như thế. Hiện tại là cô chú anh chị, đang quan nàng dân tộc cổ trang. Và hiện tại mình đang đi tham quan khu vực chiến trường ở trong nàng dân tộc cổ này. Lát nàng làm nàng đi chân cưng 500 cái căn cứ như thế này nữa. Và người ta dùng để quay phim tất cả những bộ phim
truyền thống. Nhưng nàng thấy trang cưng, thần y hơi vững là đều quay ở đây. Và cuộc sống của họ bây giờ thì không có như thế nữa. Bây giờ thì ngược lại hoàn toàn. Một người con gái ở đây, bây giờ có một người chồng, có 1, 2, 3, 4 người bạn trai cũng ok. Cái này có lý. Và đây là cái ngôi nhà truyền thống ở đây. Và ngôi nhà này thì người ta vẫn ở và sinh hoạt bình thường. Cao quá. Một quần áo Hàn Quốc, màu đỏ là của con gái, màu đỏ là của con trai. Cái này khi nào mà vào ngày đám cưới là người ta sẽ mặc bộ quần áo này. Và toàn bộ cái hệ thống nhà ở đây đều được làm từ đá của... Núi lửa. Ôi, mắt hả mơ hơn anh thấy chị mày không? Và đây là đá của núi lửa. Và còn phần đắp ở bên trên là người ta đắp cùng với lại con ngựa khô và đất. Mùa hè sẽ rất là mát và mùa đông thì ấm. Và toàn bộ những cái ngôi nhà ở đây là đều được thiết kế là 3 lớp cửa. 1, 2, 3. Cái này khi nào mà mưa bão là sẽ hạ xuống để tránh mưa tránh gió, vì ở đây thời tiết lúc nào cũng gió như thế này rất là nhiều. Và xin mời nhìn vào đây, cái ngôi nhà có hai cái cột này, đây là nhà giàu, nhà của đại gia. Còn anh chị nhìn mấy cái ngôi nhà không có hai cái cột kia là dành cho người nghèo, người giúp việc ở. Và mọi người đi tham quan từ ngoài cổng vào đến đây, đây chỉ là nhà của một người thôi. Được bao bọc xung quanh cái căn hộ này là còn 499 cái nhà khác, nhưng mà không được to như thế này, vì đây là nhà của trưởng thôn và đại diện cho cả làng để giới thiệu cho khách du lịch về đời sống ở đây. Và ngày nào cũng có rất là nhiều người trên thế giới đến đây để tham quan. Nhưng mà cái khu vực đảo Jeju To này là khu vực đất núi lửa, cho nên người dân ở đây không làm nông nghiệp được. Và ở đây được bao bọc bằng 360 ngọn núi, cho nên có rất là nhiều nấm ninh chi. Anh chị có biết nấm ninh chi không ạ? Nấm ninh chi này, mật ong và cao su ngựa dùng để phục vụ đời sống hàng ngày. Bây giờ sẽ giới thiệu cho anh chị về một số cái nấm ninh chi và cao su ngựa ở đây. Nếu như mình có nhu cầu thì mình mua, còn không thì thôi ạ. Bây giờ xin mời.